Trở lại chương trình của The LV News. Đây là bản tin tiêu điểm của Hoa Kỳ. Bộ Nội vụ của Biden đang tăng chi phí thuê vận hành dầu khí trên đất công. Trong bản kế hoạch mới cũng tăng thêm yêu cầu để bảo lãnh cho việc phục hồi môi trường đất xung quanh giếng dầu trên đất công. Đây là một trong những cách mà thật sự chính quyền của Biden đang làm giàu cho đất nước Iran, làm giàu cho Nga và tiếp tục dẫn đến Nga có tiền để chơi trong cuộc chiến của Ukraine khi cái giá dầu đang ở mức 85 đồng cho một thùng. Hôm thứ Sáu, Biden đã đẩy mạnh các nỗ lực nhằm để tăng giá khoan khí dầu trên đất công. Ngày 12 tháng 4, Bộ Nội vụ của Hoa Kỳ và Cục Quản lý Đất đai BOM đã công bố cái biểu phí sửa đổi dành cho chương trình thuê khí dầu trên đất liền của Biden. Bộ cho biết chi phí biểu cập nhật này gồm các thuế tài nguyên, giá cho thuê, giá dầu tối thiểu để thuê đất công cho dự án khoan dầu khí. Bộ trưởng Bộ An ninh, Bộ Nội vụ đó là Debra đã nói rằng cái bản kế hoạch này là một điều chỉnh quan trọng nhất đối với chương trình cho thuê dầu khí của liên bang trong nhiều thập niên. Những điều chỉnh này đã giảm bớt được hoạt động dầu đầu cơ lãng phí, tăng lợi ích cho công chúng và bảo vệ người nộp thuế khỏi gánh nặng từ chi phí làm sạch môi trường. Việc thay đổi quy định này có nghĩa là các công ty muốn mua quyền lựa chọn thuê đất trong cuộc đấu giá sẽ phải ra giá tối thiểu là 10 đô la trên một mẫu anh, tăng từ 2 đô la mẫu anh của thời hiện tại, mức tăng gần 400%. Như vậy thì đương nhiên tất cả mức tăng này đều đẩy ra cái thành phẩm đó là dầu hỏa, là bởi vì những công ty này trên thực tế họ sẽ không trả cái con số khác biệt 8 đô la và họ sẽ đẩy cho người tiêu dùng. Yêu cầu ra giá thầu tối thiểu giữ mức 10 đô la cho mẫu anh cho đến 2032. Sau đó mức ra giá thầu tối thiểu cho hợp đồng thuê sẽ điều chỉnh trên mức giá lạm phát của hàng năm. Quy định này cũng điều chỉnh lại giá thuê dầu tiếp tục từng mẫu đất. Hiện nay công ty phải trả 1 đồng rưỡi cho một mẫu anh trong 5 năm tiền thuê đất đầu tiên. Sau đó là 2 đô la mẫu anh trong 5 năm tiếp theo. Bản kế hoạch mới này sẽ yêu cầu các công ty trả 3 đô la cho mỗi mẫu anh cho thuê trong 2 năm đầu tiên. Sau đó là 5 đô la mỗi mẫu anh trong 5-6 năm đầu tiên và sau đó là 15 đô la mỗi mẫu anh trong mỗi năm sau đó. Hiện tại, các công ty phải trả tối thiểu 12.5% tiền thuế tiền tài nguyên trên tổng giá sản lượng dầu hoặc là khí đốt được khai thác từ đất công thuê. Quy định mới này cũng tăng tiền thuế tài nguyên tối thiểu lên 16.67% ít nhất cho đến 2032. Nhà tuyên bố rằng khoản tài nguyên 16.67% này sẽ vẫn mức tối thiểu mới trở về sau. Kế hoạch này cũng làm gia tăng mức bảo lãnh cho việc phục hồi môi trường đất xung quanh cái giếng dầu khí trên đất công, cho đến khi các công ty phải bỏ ra khoảng 10.000 đô la để phục hồi cái môi trường đất xung quanh cái giếng dầu, dọn dẹp mọi thiệt hại về môi trường hoạt động khoan gây ra. Các công ty cũng có quyền lựa chọn cái mức bảo lãnh áp dụng trên toàn quốc và theo đơn vị giờ. Giờ đây các công ty phải trả mức bảo lãnh tối thiểu là 150.000 đô la cho hợp đồng thuê, tối thiểu là 500.000 đô la cho tiểu bang mà họ đang hoạt động khai thác ở đó. Làm càng ngày càng khó khăn hơn. Như vậy sự khó khăn này trên nguyên tắc chỉ tạo có điều kiện cho những công ty lớn là bởi vì họ có nguồn vốn và tiềm năng. Trong khi đó những công ty nhỏ, những doanh nghiệp nhỏ mà thật sự muốn entering vào cái kỹ nghệ dầu hỏa, họ sẽ không bao giờ có khả năng. Bộ Nội vụ cho biết trong một thông cáo của báo chí, nêu chi tiết về yêu cầu mới bảo lãnh. Số tiền bảo lãnh cho thuê trước đây là 10.000 đô la được định ra vào 1960. Không còn mang lại đủ cái động lực thích đáng để các công ty phải đáp ứng nghĩa vụ cải tạo môi trường của mình. Nhưng cũng như không bao gồm các chi phí tiềm tàng cho việc phục hồi cái môi trường đất xung quanh cái giếng dầu khí. Nếu cái nghĩa vụ này không thực hiện thì khiến người nộp thuế có nguy cơ phải trả chi phí dọn dẹp. Con số quy định cho khoản bảo lãnh cũng sẽ được điều chỉnh cho lạm phát sang 10 năm. Phản ứng của các nhà môi trường và những người trong ngành như thế nào? Hôm thứ Sáu ngày 12 tháng 4 trong tuần này, hành động của chính quyền Biden nhằm tăng chi phí khai thác nhiên liệu hóa thạch trên đất công để nhận được lời khen từ các nhóm hoạt động vì môi trường. Các nhóm này thật sự tương lai có sẵn lòng để trả tiền cho những người dân đang phải ngấp ngưỡng về con số liên quan đến lạm phát năng lượng hay không. Trong nhiều cái thập niên, người nộp thuế phải gánh chịu cái hóa đơn dọn dẹp những cái mớ khổng đồn độc hại cho công ty dầu mỏ trên khắp miền Tây Mỹ Quốc để lại, trong khi một số trong chính các công ty đó lại kiếm cái lợi nhuận kỷ lục.
Luật sư Mike Freeman của Earth Justice cho biết, một thông báo báo chí. BOM cũng đã dung túng cho tình trạng đầu cơ tràn lan các hợp đồng thuê về ngành công nghiệp khai thác. Sau đó chỉ mua để điểm vào đầy sổ sách cũng như thu hút các nhà đầu tư, trong khi lại ngăn chặn việc bảo vệ những khu đất đó với mục đích sử dụng khác. Hơn thế nữa, việc khoan dầu khí trên đất công làm tăng thêm cuộc khủng hoảng khí hậu, dẫn đến sự cố tràn ngập dầu cũng như đe dọa cái nguồn nước uống. Quy định về dầu khí này của chính quyền Biden là một bước tiến quan trọng để khắc phục những vấn đề tồn tại cố hữu, cũng như buộc các công ty dầu khí phải có trách nhiệm. Ông Ethan Manuel, giám đốc chương trình bảo vệ đất đai của câu lạc bộ Syria, cũng đã hoan nghênh hành động tăng chi phí dầu hỏa. Những quy định mới này cũng điều chỉnh hợp lý mà chương trình cho thuê dầu khí liên bang cần phải có trong nhiều thập niên qua, ông bày tỏ. Thời của các công ty dầu khí chiếm lĩnh đất công trong nhiều thập niên để thu lợi nhuận và khiến đất đai, nguồn nước, không khí bị ô nhiễm đã qua. Tụi bay thật sự, tụi bay nghĩ rằng là tụi bay sống quýt ao vấn đề dầu hỏa về năng lượng. Chính quyền của Biden thật sự tới nguyên tắc họ đang bảo vệ cho những công ty dầu hỏa đó, quý vị. Các chi phí được tăng lên này có thể giáng một đòn mạnh vào ngành nhiên liệu hóa thạch trong nội địa. Ông Dan, giám đốc vận hành kiêm phó giám đốc điều hành của Hiệp hội Dầu khí Độc lập của Hoa Kỳ, cho biết khoản chi phí tăng này sẽ không thực sự cải thiện quản lý đất đai trên liên bang, mà chỉ toàn đẩy các nhà đầu tư trong ngành dầu khí ra khỏi một số khu vực và lãnh thổ nhất định. Ông cho biết, cái môi trường pháp lý đã trở nên thù địch đối với những nhà sản xuất dầu, khi đất tự nhiên của Mỹ hoạt động trên đất liên bang đến mức có thể thấy rõ ràng chính quyền của Biden dự định chỉ sử dụng những vùng đất có thể để dùng cho những mục đích để bảo tồn và giải trí. Họ là những kẻ ăn chơi để bảo tồn và giải trí. Trong khi đó, những người Mỹ chúng ta đang suffering từng ngày. Tại tiểu bang California của chúng tôi, cái giá xăng dầu ở mức là 5 đồng rưỡi cho một gallon. Và người Mỹ đang tìm những cái chỗ trạm xăng mà rẻ nhất để có thể sống qua ngày những thời của Biden. Theo ông Nat, cho rằng quy định này sẽ gây ra tổn thất nặng nề cho cộng đồng địa phương mà xưa nay vốn vẫn nhờ vào dầu khí. Những kẻ thua cuộc thực sự với chính sách sai lầm này là tiểu bang, địa phương vốn tồn tại dựa trên các nguồn thu ngành công nghiệp khai thác trên đất liên bang để đáp ứng nghĩa vụ ngân sách của họ từ cái năm này qua cái năm khác. Ông nói thêm, tại vì thực hiện nghiêm túc cái nhiệm vụ quản lý tốt đất đai liên bang nhằm để cải thiện cuộc sống của người Mỹ, chính quyền của Biden lại tiếp tục phớt lờ cái người dân ở thị trấn cũng như các cộng đồng địa phương trên khắp miền Tây của Hoa Kỳ nhằm để so dịu một nhóm nhỏ của các nhà bảo vệ môi trường, thậm chí còn làm giảm cái sản lượng dầu và khí đốt tự nhiên của Hoa Kỳ. Dưới thời của ông Trump thì cái tổng mà dự trữ dầu quốc gia tăng lên một cách kỷ lục. Nhưng mà dưới thời của Biden, ông xài gần hết, quý vị. Và tới ngày hôm nay, cái giá dầu lên 85 đồng, 86 đồng một thùng và ông không có khả năng để mua lại, để bù vào cái khoản là cục dự trữ của quốc gia. 45% đã xài hết. Nếu mà thật sự có một cuộc chiến nào xảy ra giữa, tôi giả sử như là Trung Cộng với Đài Loan, hay là kể cả là một số cái vấn đề bất đồng về địa chính trị khác, thì chúng ta lấy đâu ra dầu trong cái tình trạng khẩn cấp? Mà trong khi đó, ông Biden cũng thừa biết được rằng là bơm dầu ra sẽ hạ nhiệt cái giá dầu để có thể lấy những cái lá phiếu cử tri cho 2022. Nhưng mà ông bơm là ông bơm được cái dự trữ của liên bang, chứ ông không cấp giấy phép một cách dễ dàng cho những công ty tư nhân có thể bơm dầu ra để bán. Và đó là những gì mà Bộ Nội vụ của Biden đang giết chết cái nền kinh tế, giết chết cái túi tiền của chúng ta. Và đó là bản tin trong LV News. Chào tạm biệt.